Kinh Bay xin chào tất cả mọi người. Nay Kinh Bay xin chia sẻ mọi người cách thay màn hình Samsung A10. Đơn giản, rất là đơn giản. Không có loại smartphone nào mà thay màn hình đơn giản như Samsung A10 này. Giờ mình bắt đầu lặn mọi người. Nó bị bể à. Lấy cái khai sim ra. Tắt chậm chậm à. Cái này là đơn giản nhất. Đừng gỡ cái nắp này với mấy ngóc ra sao nữa là được. Gần gỡ bên mấy ống bên trên nè. Dăng miệng ra thì mình nó hơi khò, mình khò tay màn hình này thì không có cần thợ chuyên nghiệp này. Ở nhà mình có máy sấy à, cái em về mình làm tại nhà cũng được, chứ con giúp ba ke là làm được rồi. Thank you.
mới test. Samsung A10 mọi người. Trước khi mình gắn màn hình vô thì mình test thử. Test trước khi mình lọc cái garanti ra, nếu mà mình test nó lỗi. Nó lỗi thì mình ra mình đổi chỗ mình mua được. Còn nếu mà mình gỡ mấy cái này ra rồi mình dán keo vô mà mình test nó lỗi cảm ứng ha, bị đốm gì á thì mình không có đổi được. Nên tốt nhất mình trước khi gắn vô thì phải test thử. Có mật khẩu mà người ta không có cho mình mật khẩu. Nếu mình tích không được mình tích kiểu này, mình kéo lên, kéo đi chơi, kéo dòng hết kim đồng hồ. Cái dùng hết kim hồ mà chỗ nào mà nó không rớt là cảm ứng ok. Dòng một vòng mà nó không rớt là ok được rồi. Giờ mình bắt đầu mình test cái phản quang bên trong. Vô gọi khẩn cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sao không thăng xuống gọi được không nè. Này có mật khẩu mình không có tắt nguồn được, mình tháo pin ra luôn. Gãy cái lớp dán ấy, kêu dán rồi. Đi keo chưa có lỗ, chỗ này có lỗ cảm biến nè, mà hai lỗ cảm biến nè, lỗ camera. Đi keo chưa có lại, mình dán bít cái lỗ đó là mình điện đó, mình kề vô mặt á, biến cận mặt đó, là nó không có tắt, nó không có tắt màn hình đó, cận mặt cái nó đụng cái mặt mình nó nhảy phím lung tung, nên mình phải ấy keo mình chừa cái đó lại. Cảm biến tiệm cận
tăng cường mấy góc này xíu. Này keo mềm nha mọi người, đừng phải keo dán sắt à, dán sắt là dán cái dính luôn, nó ố luôn. Trong tất cả các máy màn Samsung, màn này là dễ ráp nhất. Rồi ta dẫn ốc vậy. Mình cần một con vít ta ke là làm được rồi, ta ke nhỏ. Mình ràng lại xíu nữa cho khô keo nó được rồi. Được rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Dạ, chào tạm biệt mọi người.